Kể từ khi Hà Nội Meter triển khai lắp ráp những dòng PC gaming thì khái niệm mua những chiếc PC đồng bộ về để chơi game đã dần quay trở lại với người tiêu dùng. Và hẳn các bạn cũng đã biết qua rất nhiều bài review cũng như đánh giá hiệu năng thì những tiêu chí cơ bản của dòng sản phẩm này đó là tiềm năng cao, giá thành tốt cùng với một ngoại hình đẹp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một sản phẩm như vậy. Tuy nhiên điểm đặc biệt là nó không đến từ Hà Nội Meter mà thuộc về series Reflect Gamer của nhà sản xuất nổi tiếng Asus. Nhắc đến PC gaming thì hiện tại Hà Nội Meter vẫn đang còn rất nhiều mẫu để các bạn lựa chọn. Với giá khởi điểm ban đầu chỉ từ 9.399.000 đồng thì các bạn hoàn toàn đã có thể là mua cho mình được một chiếc máy đủ tốt để chơi được rất nhiều các tựa game online ở thời điểm hiện tại. Và chi tiết thì mình sẽ để ở phần link tham khảo phía bên dưới video. Còn trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì ở ngay bên cạnh mình đây đó là một chiếc Asus ROG Strix GL10CS. Đây là một trong những sản phẩm mới của Asus trong năm 2019 này và nó đang được trang bị cấu hình là CPU Intel Core i5-9400, 8GB RAM, ổ cứng HDD 1T và card đồ họa là RTX 2060. Đây là một cấu hình ở mức khá và chắc là mới nghe qua thì các bạn đã cũng đã hiểu là nó có thể làm được những gì rồi. Tuy nhiên thì hãy cùng mình đi hết video này, chúng ta sẽ cùng xem chiếc máy của chúng ta sẽ có những ưu điểm cũng như là nhược điểm gì so với những phương án mua PC thông thường. Đầu tiên thì chúng ta có một vỏ cây nhỏ gọn dung tích 27 lít được thiết kế theo phong cách áo giáp độc đáo và có phần kiểu rất tương lai. Ở ngay mặt trước là logo con mắt đặc trưng của thương hiệu ROG. Chi tiết này thì sẽ chìm xuống dưới bề mặt của chiếc vỏ case một chút và được đánh bóng tạo hiệu ứng thay đổi màu sắc trắng đen khá vui mắt khi thay đổi góc nhìn. Tuy nhiên điểm trừ ở đây là nó không được trang bị đèn LED RGB như những sản phẩm card đồ họa hay là bom mạch chủ khác trong dải sản phẩm ROG. Và có lẽ để bù đắp thiếu sót đấy thì ở đường cắt trang trí ở mặt trước của máy, hãng đã thêm vào một dải LED RGB để có thể điều khiển được qua phần mềm Armory Crate. Nghe thì có vẻ hơi lạ lẫm nhưng thực tế cách sử dụng chức năng LED ở phần mềm này lại không khác quá nhiều với Aura Sync. Và dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn thì Armory Crate là phần mềm luôn được Asus đính kèm với những sản phẩm lắp ráp sẵn của họ, đặc biệt là ở các laptop ROG. Nó có thêm vài chức năng vui vẻ như điều chỉnh tốc độ quạt, theo dõi mức zoom của CPU, RAM cũng như là một số tiện ích bổ trợ khác. Chi tiết thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm tại trang chủ của Asus. Phần front panel thì được bố trí nằm ở mặt trên, nó bao gồm một nút nguồn, hai cổng USB 3.0 và một jack 3.5mm. Đây là một phần cũng khá là đơn giản và mình cũng không có gì để nói nhiều về cái mặt trên này. Về mặt bên trái thì chúng ta không chỉ có một mà là hai lựa chọn được kèm sẵn trong hộp. Một là mica trong suốt và một là mặt nhám thông thường. Asus dường như đang muốn làm hài lòng nhiều game thủ nhất có thể khi thực tế là không phải ai cũng muốn sâu hết những gì mình có ra để người khác nhìn vào. Ưu điểm của loại mặt thông thường này là nó khiến chiếc máy trở nên liền lạc hơn. Nó cũng tạo điều kiện để các bạn có thể dán những tấm sticker vui vẻ lên. Trong thời buổi thì ai cũng muốn sử dụng mặt kính bằng mica thì cách tiếp cận này cũng khá hay và bằng một cách nào đấy thì cũng tỏ ra khá là hợp lý. Còn với mặt mica thì mục đích của nó đã quá rõ ràng rồi nên mình sẽ không đi sâu vào video phân tích nữa mà sẽ để các bạn nhìn ngắm qua video. Đến với mặt sau thì chúng ta sẽ thấy những kết nối cơ bản bao gồm 4 cổng USB, một cổng LAN, một cổng HDMI cùng 3 ngõ in-out audio, không có gì quá nổi bật. Cùng với đó là hai cửa thông gió cho case và nguồn. Và dĩ nhiên là chúng ta có cả những cổng xuất hình cơ bản của chiếc RTX 2060 nữa. Về chân đế của sản phẩm thì cũng không có quá nhiều thứ để nói khi nó chỉ có một dải cao su chống trơn trượt ở phần phía trước thôi, phần sau thì không có. Như vậy là các bạn đã nắm được qua về thiết kế của chiếc PC ROG này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những bài kiểm tra hiệu năng. Đến đây thì một điểm cộng đầu tiên của chiếc máy đã được hiện ra khi nó được trang bị sẵn một key window bản quyền có thời hạn vĩnh viễn. Mình sẽ tiến hành cài đặt và cập nhật nó lên phiên bản mới nhất là bản 1903. Đi kèm với đó là bộ driver dành cho cảm hình là 436.15 đến từ NVDA. Và một phụ kiện cũng khá quan trọng đó là một chiếc màn hình Full HD. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là với bài kiểm tra PC Mac 10. Đây là phần mềm đánh giá hiệu năng tổng thể bằng cách mô phỏng những tác vụ sử dụng hàng ngày như mở trình duyệt, duyệt web hay là làm Excel. Để dễ hiểu thì cơ bản nó khá giống với AnTuTu ở trên điện thoại vậy và điểm số mình có được với dàn máy này là 4605. Tuy nhiên khi nhìn vào từng hạng mục thì các bạn có thể thấy những tác vụ cơ bản như khởi động cứng trình duyệt web thì chiếc máy đã mất đến 6 giây để hoàn thành. Khởi động cứng có nghĩa là bạn mở ứng dụng Chrome hay là Firefox lên khi máy mới được bật lên. Còn sau khi ứng dụng đã được nạp vào RAM thì sẽ là một câu chuyện khác. Sự chậm trễ này có thể được giải thích là do dàn máy chỉ sử dụng ổ cứng thông thường thôi chứ không phải SSD. Tiếp theo là FastDrive và TimeSpy, cũng là những bài test cơ bản để đánh giá những hiệu năng chơi game trên màn hình Full HD. Chúng ta có lần lượt 15.000 và 7.000 điểm, khá tương đồng so với những cấu hình được build bằng cách lắp ráp thông thường. Không có gì bất thường ở đây cả do hai bài test này gần như không bị ảnh hưởng bởi hiệu năng của ổ cứng. Tuy nhiên trong thực tế mọi chuyện có thể sẽ rất khác và đấy là lý do mà mình luôn chia sẻ rằng là những điểm số benchmark như thế này nó chỉ mang tính chất tham khảo là chính mà thôi. Đến với hiệu năng game thì hôm nay sẽ đổi mới một chút khi chúng ta sẽ thay đổi hai trong số 5 cái tên thường thấy. Assassin's Creed Odyssey và Need for Speed sẽ đồng hành cùng CSGO, PUBG và Shadow of the Tomb Raider. Đây đều là những tựa game sở hữu nhiều hiệu ứng và mình sẽ toàn bộ lên mức cao nhất để xem dàn máy của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào. Ở hai tựa game bắn súng đầu tiên là CSGO và PUBG, chúng ta vẫn có điểm số ở mức khá khi với CSGO.
FPS trung bình đạt 204, cao nhất là 289 và thấp nhất là 131. Tương tự với PUBG, FPS cao nhất là 147. Tuy nhiên khi để ý thì sự chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất và đặc biệt là mức tụt 1%, các bạn sẽ thấy chúng có một khoảng cách rất xa. Và trong hai game này thì hiện tượng thi thoảng bị khựng là có xảy ra và tần suất rơi vào khoảng 1-2 phút mỗi lần. Hai game online đã như vậy thì với những tựa game offline nặng thì sao? Ở cả ba game còn lại là Assassin's Creed, Need for Speed và Shadow of the Tomb Raider, mức setting cao nhất chúng ta chỉ đạt ở mức FPS gọi là đủ chơi thôi chứ không thể gọi là quá tốt. Tình trạng chênh lệch giữa mức FPS cao nhất, thấp nhất lại xảy ra và nó trở nên cực kỳ rõ ràng. Vấn đề này nó đến từ tốc độ của cứng quá chậm và khi chơi game nó vừa phải gánh những tác vụ ngầm của Windows, vừa phải chạy cả game nữa, thế nên cũng không thể trách được. Tóm lại thì trải nghiệm của mình ở cả 5 tựa game này nó ở mức hoàn toàn có thể chấp nhận được, tuy nhiên là chưa đủ để gọi là hoàn toàn có thể hài lòng. Và cái cảm giác này nó khá chung chung, khá là khó để giải thích bởi vì thực tế là với 24 triệu đồng thì mình hoàn toàn có thể build được một dàn máy có thể khắc phục được rất nhiều điểm yếu từ dàn máy này. Tuy nhiên như vậy thì không có nghĩa rằng là dàn máy PC đồng bộ ở đây của chúng ta không có điểm mạnh gì. Về ưu điểm thì khi đầu tư bạn sẽ sở hữu được một sản phẩm đến từ một thương hiệu mạnh, đi kèm với đó là chế độ bảo hành 2 năm cùng vẻ bề ngoài không bị đụng hàng. Nó cũng rất là hợp khi đi kèm với những linh kiện nằm trong hệ sinh thái ROG của Asus như bàn phím, chuột, tai nghe, màn hình. Nghĩa là về mặt tinh thần thì nó có giá trị vô cùng lớn. Còn nói về nhược điểm thì chúng ta cũng sẽ có vài thứ cần liệt kê ở đây. Đầu tiên là dung lượng RAM hơi thấp, chỉ có 8GB. Thứ hai là không được trang bị SSD và thứ ba là công suất nguồn chỉ có 500W. Khá là khó để nâng cấp Vega về sau này nếu có nhu cầu. Tuy nhiên tất cả những điểm yếu này đều có thể khắc phục được vì không giống như những dàn máy đồng bộ của những hãng khác. Chiếc PC gaming của Asus rất dễ để thay thế linh kiện, thế nên là lời khuyên của mình khi các bạn mua dàn máy này đó là hãy ngay lập tức mua thêm cho nó SSD và RAM. Những thứ này sẽ giúp trải nghiệm của các bạn tăng tiến lên rất nhiều. Nhắc đến cả màn hình thì có một điểm khá thú vị nữa mà mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là phiên bản RTX 2060 mà Asus sử dụng trong dàn máy này. Nó thuộc về phiên bản Turbo mà phải khá lâu rồi mình mới có dịp được thấy lại. Nhưng tưởng với thiết kế ban đầu của NVIDIA đã chuyển sang dạng tản hai quạt rồi thì loại lồng sóc này sẽ tuyệt chủng, thế nhưng không, nó vẫn tồn tại, thậm chí còn được hãng cho thêm một giải LED nho nhỏ ở đây nữa. Chi tiết này thì khiến mình có cảm giác vừa lạ lẫm vừa vui thích. Và mình nghĩ rằng là với những ai có sở thích sưu tầm những Vega độc đáo thì đây có thể sẽ là động lực để các bạn sở hữu dàn máy này. Như vậy là mình vừa mới chia sẻ bài đánh giá về chiếc Asus ROG Strix GL10CS. Đây là một trong những sản phẩm mới của Asus trong năm nay nhằm đưa cái thương hiệu ROG đến gần hơn với tất cả các game thủ. Và các bạn nghĩ sao về dàn máy này thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Mình là Việt, đây là channel của Hà Nội Winter. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.